Trong những ngày thời tiết nắng nóng mà có được một chén chè dỗ nhang thì phải nói là sướng ơi là sướng luôn á mọi người. Đầu tiên là mình sẽ đi ngâm nguyên liệu. Ở đây thì Thụy có bồ mễ, tuyết yến, nhựa đào với lại hạt sen. Mình sẽ ngâm trước là khoảng 6 tiếng đến 8 tiếng nha. Cái này Thụy sẽ ngâm trước lúc đi ngủ để sáng hôm sau Thụy ngủ dậy thì bắt tay vào nấu chè thì quá là hợp lý luôn. Còn những cái nguyên liệu còn lại như là kỷ tử nè, táo đỏ, nhãn nhục hay là đông trùng á thì mọi người chỉ cần ngâm nửa tiếng trước khi nấu là được rồi nè. Một cái lưu ý dành cho mọi người là sau khi mà mình ngâm các nguyên liệu á thì mình nhớ rửa lại bằng nước sạch để cho nó sạch cái bụi bẩn luôn nha. Chè dưỡng nhan có rất là nhiều công dụng dành cho sức khỏe, đặc biệt là thanh nhiệt giải độc nè, sẽ giúp cải thiện làn da của mình rất là nhiều luôn á. Mấy bữa nay thức khuya săn sale nên là da dẻ hơi bị xuống sắc, rồi phải nấu ngay một nồi chè này ăn để lấy lại nhan sắc mới được á mọi người. Mà mọi người biết á là Thụy săn được cái gì không? Thụy săn được quá trời mấy cái deal hot luôn, toàn là giảm giá tới 40-50% dành cho đồ gia dụng luôn á. Nên là bạn nào mà đang cần đồ gia dụng á thì có thể bấm vào cái link mà Thụy để trên bio á để mình tham khảo nha. Mới nói còn tí xíu mà đã nấu gần xong cái nồi chè dỗ nhang rồi nè mọi người. Khi mà nấu ăn á thì mọi người nhớ là mình phải vớt sạch bọt luôn nha, tại vì cái bọt này á sẽ làm cho đồ ăn của mình mau bị hư á. Bước cuối cùng là bỏ hạt chia vào rồi mình tắt bếp, rồi mình chờ cho nó nguội, sau đó thì cho vào chai hoặc là cho vào hộp để bảo quản trong tủ lạnh ha. Có một vài ý kiến cho là nấu chè dưỡng nhan sẽ mất thời gian, nhưng mà thật ra nếu mà mọi người biết cách sắp xếp thời gian hợp lý á thì cái việc nấu chè này sẽ rất là nhanh luôn nè. Nên là mình sẽ tận dụng cái thời gian đi ngủ để ngâm các nguyên liệu, sau đó thì chưa tới một tiếng đồng hồ nữa là mình đã nấu xong được một nồi chè thiệt là ngon cho gia đình mình rồi.